rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về cô gái trẻ này. Những thành tích học tập, phấn đấu và đóng góp cho cộng đồng của cô ấy đang được rất nhiều người quan tâm. Cô gái Quảng Ngãi này có điều gì thú vị? Vào năm 17 tuổi thì cô bé này nhận được 12 suất học bổng tại Mỹ. Cô bé này mang tên Võ Từ Nga. Tự hào miền Trung phát sóng vào lúc 20 giờ 55 phút ngày 16 tháng 7 trên kênh VTV8. Mời quý khán giả đón xem. Huda đậm tình miền Trung hân hạnh tài trợ chương trình này.